Vậy... Sếp quản, tôi có một việc rất quan trọng cần xin chỉ thị của anh. Nói đi, con trai anh đi vệ sinh ra bỉm rồi, rất thối mà chưa được thay rửa. Giải tán. Ngoan nào, không khóc nhé. Có phải có loại giấy ướt cho trẻ con không? Không có à? Đây là con của anh, là sao tôi biết được? Vậy còn bỉm thì sao? Tôi không biết, mẹ anh không nói gì với tôi. Sao cái gì cô cũng không biết thế? Này, anh làm bố mà anh còn không biết gì đấy? Vì đây là lần đầu tiên tôi làm bố, tất nhiên là không biết rồi. Sếp quản, tôi phải nói rõ với anh chuyện này. Tôi đón con giúp anh hoàn toàn là xuất phát từ tình nghĩa anh em. Tôi đâu có nghĩa vụ đó đâu. Người có nghĩa vụ và năng lực giúp đỡ anh chính là mẹ của đứa bé. Alo, Kim Tử, có chuyện gì thế? Tiểu Bạch, là anh đây. Nhất Hạc. Sao vậy? Là thế này. Anh vừa đón Quả Quả đến công ty. Con đi vệ sinh ra bỉm. Vừa rồi, Kim Tử đón con đến. Có mang quần áo và bỉm để thay không? Phải rồi. Rửa sạch bằng nước ấm cho con. Đừng lau. Dùng giấy mềm thấm khô từng chút một. Nếu Kim Tử có dầu dưỡng da nguồn gốc thực vật thì bôi một chút lên mông Quả Quả. Nếu không có thì thôi. Anh gói quần áo vào cho con. Ra ngoài mua một bộ mặc ở nhà. Nếu không kịp giặt thì nhất định phải mua đồ dùng trẻ em trắng tinh, không nhuộm màu. Anh hiểu chưa? Giờ em không đi được. Tối em đến đón Quả Quả. Em nói lại lần nữa được không? À mà... Sếp quản, tôi tan ca rồi. Tôi chỉ giúp được đến đây thôi. Mau đi mua quần áo cho con anh nhé. Cẩn thận nhiễm lạnh đấy. Đúng đúng. Đúng. Đi mua quần áo nào. Xin chào, tôi có thể giúp gì cho chị? Xin giới thiệu với chị. Anh cần mua gì? Chào chị, tôi muốn mua quần áo trẻ em, loại chuyên dụng, hạng 1, trắng tinh, không nhuộm màu. Sao cháu bé không mặc quần áo gì thế? Nhỡ nhiễm lạnh ốm thì sao? Thật là... Bộ này được này. Nhỏ thế này mặc vừa không? Tôi làm nghề này bao nhiêu năm rồi, bọn trẻ mặc cỡ nào tôi nhìn là biết ngay. Mặc vừa đấy, đi đi. Được, cảm ơn chị. Thay đồ nào, mình đi thay đồ nhé. Đúng rồi, tôi quên mất. Quên thanh toán. Thẻ này không có mật khẩu đâu. Đưa tôi bé bé cho. Đưa tôi bé cho. Ghế sofa bẩn như vậy, bình thường bao nhiêu người ngồi. Anh làm bố rồi mà không để ý. Đứa bé này có phải con anh không đấy? Chắc chắn là con tôi rồi. Tôi chưa bao giờ gặp ai trông con như anh. Nhìn này, thằng bé trên người không có quần áo gì mà anh lại ôm nó ra ngoài. Vừa nãy tè ướt mà tôi quên mang quần áo. Mẹ nó đâu rồi hả? Mẹ nó đâu? Tã bỉm, quần áo bình thường cần thay. Làm gì có người làm bố mẹ nào khi ra ngoài lại quên mang mấy thứ này. Phải rồi, ở đây có bán bỉm không? Tất nhiên là có rồi, tôi lấy cho anh. Cảm ơn chị. Lấy số bao nhiêu? Thôi bỏ đi. Có hỏi anh cũng không biết. Hỏi cũng như không. Thôi, để tôi giúp anh luôn. Anh chị làm cha mẹ mà con lại đến mức này rồi cũng kệ. Sau này đưa con theo phải cẩn thận. Trẻ con không phải nhờ gió thổi mà lớn lên đâu. Cảm ơn chị. Cái anh này làm bố kiểu gì vậy? Chắc chắn là chưa bao giờ nuôi con rồi. Bản thân ăn mặc rõ là đẹp, con thì không được mặc gì. Làm bố kiểu gì không biết, đúng thật là. Con anh ta đáng thương quá, còn chưa chuẩn bị tinh thần làm bố. Phải đấy, đến con mặc quần áo số bao nhiêu cũng không biết. Nhất Hạc, em đến văn phòng anh rồi, anh và Quả Quả đang ở đâu?
thẻ tín dụng không mất phí thủ tục. Con ngủ rồi, anh không dám cử động mạnh. Đưa em bé nào. Quả quả ngủ rồi sẽ không dễ thức giấc đâu. Nào. Được rồi. Em vừa nghe nói Kim Tử đón con là em đoán được ngay anh quên mang theo túi của quả quả. Hàng ngày em làm sao vượt qua được vậy? Em quên rồi. Quên à? Đúng vậy. Sau đó thì em quen luôn rồi. Lúc sinh con đau thế nào? Lúc nuôi con vất vả như thế nào? Nhìn thấy quả quả cười, nghe con gọi mẹ ơi, thì em quên hết luôn. Trước đây cứ nói hiểu em vất vả gì gì đó, toàn là lời sáo rỗng. Không tự mình trải qua thì sao có thể hiểu được. Anh mới trông quả quả có nửa ngày mà cảm giác như thức cả đêm dài. Nếu không thì làm sao lại có câu nuôi con mới hiểu lòng cha mẹ. Làm bố mẹ rồi, cuộc đời cũng như bước lên một bậc thang mới. Chỉ cần thích ứng được thì quá trình không ngừng mạnh mẽ hơn, trưởng thành hơn này thực ra cũng rất tuyệt vời. Tiểu Bạch, sau này em phải dạy anh thật nhiều kiến thức nuôi con nhé. Hôm nay anh bị nhân viên phục vụ giáo huấn đến mức không ngẩng đầu lên được. Sau này anh không thể để bị mất mặt như vậy. Anh về nghỉ sớm đi. Hôm nay em đưa quả quả về. Không được. Giờ trong bụng em còn có một đứa nữa. Sao anh có thể yên tâm để em về một mình được? Anh đưa hai mẹ con về. Người kia là ai vậy? Đây là xe em thuê. Mấy hôm nay em đều nhờ tài xế đưa đón. Như vậy trên đường em có thể ngủ thêm một chút. Vậy thì anh càng cần đưa em về. Đi thôi. Có chút không kiềm chế được tình cảm. Sợ em rời xa anh, lại lo lắng sẽ càng yêu em nhiều hơn. Chỉ có thể tự nhủ với lòng mình, không biết phải định nghĩa thế nào. Phải chăng đây là lúc tình yêu sắp tới? Rung động vì em, tim đập vì em. Ánh mắt em khiến anh bối rối. Anh phải làm thế nào mới có thể bước vào trái tim em? Thế giới của anh chỉ có mình em. Xuân hạ thu đông, dù nóng hay lạnh, đều ở bên em. Quả quả,
Quả quả, bố bế nhá. Lại đây nào. Sếp quản đến rồi, sếp quản đến rồi. Tôi cầm giúp anh nhé, cảm ơn cô. Xin chào. Vỗ tay nào, ông bố bỉm sữa siêu cấp. Tôi mở cửa cho anh. Đáng yêu quá. Nào, lại đây. Quả quả, bà ngoại bế nhé. Được rồi, chúng ta về phòng thôi. Anh uống nước đi. Đúng rồi, anh nói với em trước đã. Bỉm nhãn hiệu này, anh thấy diễn đàn các bà mẹ nói loại mới sẽ tốt hơn một chút. Quả quả dùng thử rồi, cũng thích lắm. Anh mua ở nhà nhiều lắm. Khi nào dùng hết thì bảo anh để anh mang qua. Mấy món đồ chơi này gần đây quả quả rất thích chơi. Khi nào con không ngủ được thì anh lại cho con chơi một lúc. Tự mình cũng dỗ mình ngủ luôn được. Không hổ danh là phó tổng giám đốc công ty trên thị trường chứng khoán, học gì cũng nhanh. Trước đây, anh không biết là trong chuyện này lại có nhiều kiến thức đến thế. Đúng rồi, sau này em nhớ khám thai, nhất định phải tìm bác sĩ Trần. Ngoài ra, trung tâm chăm sóc thời gian ở cữ, anh cũng tìm giúp em rất nhiều nơi. Trong đó có 3 trung tâm được đánh giá tốt nhất, em xem em thích trung tâm nào, họ yêu cầu hẹn trước nhé. Cảm ơn anh. Em còn chưa kịp học tiết học này. Không sao. Anh thấy trung tâm này là gần Phong Thịnh nhất. Nếu như lúc đó em bận công việc không đi được thì có thể đến chỗ này. Đúng rồi, anh cũng tìm giúp em nhiều trung tâm ở Thượng Hải. Chỉ cần xem lịch trình của em sắp xếp thế nào nữa thôi. Còn nữa, vào thời kỳ dự sinh thì em sẽ đến Thâm Quyến hay Thượng Hải. Em còn chưa rõ lắm. Trở thành người vợ, người mẹ và người quản lý nhóm. Những cuộc đời này, mỗi người tôi đều không gánh vác nổi. Tôi từng thỏa hiệp, cũng từng đấu tranh. Tôi không muốn trở thành người phụ nữ đánh mất chính mình, mà đến chính bản thân tôi cũng không thể chấp nhận nổi. Nhưng đồng thời, tôi cũng vô cùng yêu gia đình mình. Cuối cùng, dưới sự giúp đỡ của gia đình, tôi đã tìm thấy lối thoát. Tôi bây giờ cho rằng vận mệnh là một đối thủ lớn mạnh, luôn ra bài theo cách của mình. Nó ra tay, tôi đối phó. Tôi không muốn thoái thác tương lai, mà dùng hết sức mình sống tốt mỗi ngày trong hiện tại. Có một tác giả nữ từng nói rằng, quan hệ tốt nhất trên đời chính là cùng chung chí hướng. Tôi thấy câu nói này đặc biệt phù hợp với quan hệ vợ chồng. Nếu vừa là cộng sự trong sự nghiệp, lại có thể cùng nhau chia sẻ trong tình cảm, thì đó chắc chắn là quan hệ vợ chồng tốt nhất trên đời. Hôm nay, những thành công mà tôi có được liên quan mật thiết tới mỗi một thành viên trong gia đình tôi. Tôi muốn đặc biệt cảm ơn người đàn ông đã luôn kề cạnh bên tôi, giải thưởng cống hiến xuất sắc đối với kinh tế khu vực. Tôi rất muốn nhân cơ hội này cảm ơn bà xã của tôi, Diệp Tiểu Bạch. Khoảng thời gian vừa rồi, tôi chạy qua chạy lại giữa công ty và gia đình. Lần đầu tiên cảm nhận được sự hy sinh và vất vả trước đây của cô ấy. Tôi rất cảm ơn khoảng thời gian này. Đây là trải nghiệm hiếm có nhất của tôi. Bởi vì con trai tôi bây giờ cuối cùng cũng vì tôi đi công tác mà khóc mãi không ngừng. Lần đầu tiên tôi biết được, rốt cuộc trước đây tôi đã bỏ lỡ những gì. Xin lỗi. Vợ chồng hoạn nạn có nhau, cùng vượt qua bão táp. Tất cả hoạn nạn và bão táp đều qua rồi. Anh mong cuộc sống sau này của chúng ta sẽ chỉ có hạnh phúc trọn vẹn.
所以爱过之后，只记忆。